Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu lồng đèn mini bằng len như thế này. Ở đây mình có phối hai màu ha, đỏ và vàng. Thì các bạn có thể phối theo màu tùy thích. Để làm mẫu này thì mình sử dụng len miêu cốt tông của 125g. Sợi len của mình dây tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Kim móc thì mình sử dụng kim móc hai đầu ha. Mình dùng đầu số 4 nè. Những bạn nào mà không có cái mẫu kim này á, các bạn có thể đưa cái đầu kim vào so sánh với sợi len. Thì khi đưa đầu kim vào so sánh với sợi len, đầu kim của mình nó sẽ sắp xỉ gần bằng sợi len là được, cho mũi móc của mình được chắc chắn hơn ha. Ngoài ra thì mình còn sử dụng kéo cắt len, kim khâu len để khâu các cái họa tiết vào và một ít gòn nhồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ nguyên vị trí này ha. Sử dụng cho mình một sợi len màu khác, luồn cái sợi len này vào giữa cái vòng tròn. Từ đây móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn liên tiếp. 1 2 3 4 5 6 và mũi móc đơn thứ 7. Khi đã có được 7 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len đỏ nè, guốc thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Đối với cái phần thân này mình sẽ móc xoắn ốc, nên các bạn sẽ đưa cho mình một sợi len khác màu á. Mình sẽ luồn lên bên trên để mình đánh dấu đây là cái điểm kết thúc của vòng này ha, và bắt đầu vòng thứ hai. Di chuyển kim đến chân móc của cái mũi móc đơn đầu tiên mà mình vừa gây á, móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn cùng một chân móc. 1 và 2. Thì cái sợi len khác màu mình có luồn qua cái chân móc nè, nó sẽ giúp mình có thể phân biệt được đâu là điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng thứ hai ha. Vòng móc đầu tiên mình tạo ra được 7 mũi móc đơn, nó sẽ tạo ra được 7 chân móc cho vòng móc thứ hai. Thì chân đầu tiên mình vừa móc hai mũi móc đơn rồi, các bạn tiếp tục móc cho mình vào các chân móc còn lại ha. Mỗi chân ta sẽ móc hai mũi móc đơn. Chân thứ hai nè, tiếp tục chân móc thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn. Chân móc thứ tư tương tự, móc hai mũi móc đơn. Chân móc thứ năm móc hai mũi móc đơn. Chân móc thứ sáu móc hai mũi móc đơn. Và chân móc thứ bảy là chân móc cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn. Như vậy là mình hoàn tất được vòng móc thứ hai, tạo ra được 14 mũi móc đơn. Để kết thúc vòng móc này, cũng đưa sợi len xuống phía dưới để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc ha. Và ta sẽ bắt đầu vòng móc thứ ba nè. Vòng móc thứ ba móc cho mình theo công thức như sau. Chân móc đầu tiên móc vào một mũi móc đơn. Được một mũi móc đơn rồi thì chân thứ hai sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng một chân móc. 1 2. Như vậy là mình được một cụm móc như thế này ha. Một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mình sẽ có xen kẽ nè, một mũi móc đơn vào chân kế bên. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Ta được một cụm thứ hai. Móc tương tự cái cụm này cho đến cuối vòng ha. Một mũi móc đơn nè, tiếp tục là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Được cụm thứ ba nè, móc tương tự cho đến hết. Một mũi móc đơn, hai mũi móc đơn cùng chân móc.
Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì kết thúc vòng móc này mình cũng có được tổng cộng là 7 cụm móc liên tiếp với nhau như thế này ha. Cụm móc thứ nhất nè, tiếp tục cụm móc thứ hai, cụm móc thứ ba, cụm móc thứ tư, cụm móc thứ năm, cụm móc thứ sáu và cụm móc thứ bảy. Vòng móc thứ ba này mình sẽ tăng được tổng cộng là 7 mũi móc. Guốc thật mạnh cái sợi len đỏ phía sau nè thì vòng tròn của mình nó sẽ khích lại hơn ha. Tiếp tục vòng móc thứ tư, đưa sợi len lên trên. Vòng móc thứ tư móc cho mình theo công thức như sau. Ở cái vòng móc thứ ba để ý cho mình có một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc nè, thì vòng móc kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình một mũi, tức là mình sẽ tăng cái mũi móc đơn ở mỗi chân móc này nè. Ở đây mình có một mũi thì hàng kế tiếp mình sẽ móc hai mũi ha. Ta sẽ có chân đầu tiên một mũi, chân móc thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Như vậy là mình đã tăng lên được một mũi rồi nè, vào mỗi chân lẻ được hai mũi móc đơn rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân, thì mình sẽ có được một cụm móc như thế này, hai mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân ha. Móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối vòng thì mình sẽ có được 7 cụm móc cho cái vòng móc này ha. Hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân. Mình có được cụm thứ hai nè. Móc tương tự cho đến hết. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì vòng móc này mình cũng tăng được 7 mũi móc ha. Ta cũng có được 7 cụm liên tiếp với nhau nè. Cụm móc thứ nhất, cụm móc thứ hai, cụm móc thứ ba, cụm móc thứ tư, cụm móc thứ năm, cụm móc thứ sáu, cụm móc thứ bảy. Mình kết thúc vòng móc thứ tư ha. Để tiếp tục vòng móc thứ năm, đưa sợi len xuống phía dưới. Vòng móc thứ năm cũng dựa cho mình vào cái hàng móc bên trên, mình có hai mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân nè, thì vòng móc kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình lên một mũi ha. Tức là ở đây hai mũi thì hàng kế tiếp mình sẽ là ba mũi mỗi chân. Móc cho mình vào ba chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Mũi thứ hai cho chân thứ hai và mũi móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Khi đã có được 3 mũi móc đơn vào 3 chân liên tiếp thì chân kế tiếp sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Mình sẽ có được một cụm móc như thế này. Móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng ha. Sau đó mình sẽ tăng thêm nhiều vòng móc nữa. Thì các cái vòng móc tăng tiếp theo cũng dựa cho mình vào hàng móc bên dưới. Ở đây mình có 3 mũi nè, 3 mũi mỗi chân, thì hàng kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình lên 4 mũi mỗi chân, tiếp nữa sẽ là 5 mũi mỗi chân ha, 6 mũi mỗi chân vân vân, cho đến khi cái vòng tròn này đạt được cái kích thước mà các bạn mong muốn. Và mình cứ tăng đều như vậy ha. Tiếp tục hàng móc này nè, 3 mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân. Lưu ý cho mình khi kết thúc mỗi vòng, các bạn sẽ đưa cho mình sợi len lên xuống đều như thế này nè, để mình có thể đánh dấu được đây là điểm bắt đầu của vòng móc kế tiếp ha. Ở đây mình đã tăng lên được tổng cộng là 6 hàng móc, mình sẽ dừng lại ở cụm 4 mũi móc đơn mỗi chân, xen 2 mũi móc đơn cùng chân nè. Ta có tổng cộng là 6 vòng móc rồi. Các bạn muốn tăng size thì các bạn cứ móc làm sao cho cái vòng tròn này nó to đều ra là được ha. Các vòng móc kế tiếp mình không tăng mũi,
thì các bạn cũng đưa cho mình sợi len xuống phía dưới nè. Sau đó ta sẽ móc đều, mỗi chân móc là một mũi móc đơn, cho cái phần thân này nó có cái độ sâu lại ha. Cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn. Thông thường nếu như hàng móc này mà mình tăng mũi thì mình sẽ có 5 mũi mỗi chân nè. Sau đó xen kẽ 2 mũi cùng chân ha. Nhưng mà mình không tăng mũi nữa nên các bạn cứ móc đều, mỗi chân là một mũi móc đơn. Như vậy là vòng móc này mình không tăng mũi nè. Các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Để ý ở cái hàng mà mình thêm bên trên nè, tính luôn cả cái vòng ma thuật bên trong, mình có tổng cộng là 6 vòng móc tăng mũi. Thì cái vòng móc không tăng mũi các bạn sẽ móc cho mình ít hơn cái vòng mà mình tăng một hàng móc hoặc là hai hàng móc. Tức là ở đây mình có 6 hàng tăng thì các bạn sẽ móc cho mình phía dưới là 5 hoặc là 4 hàng móc không tăng ha. Cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc xoắn ốc cho nhiều hàng móc nữa. Ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 5 hàng móc đều nhau, không tăng mũi. Thì 5 hàng móc này nó sẽ ít hơn 6 hàng móc tăng mũi bên trên ha. Nó sẽ giúp cho cái phần thân của mình nó có cái độ sâu như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi cho cái phần thân của mình nó bo lại. Độ rộng của phần thân bên trong. Đưa sợi len xuống phía dưới nè. Thì để giảm mũi dựa vào cho mình cái hàng móc mà mình tăng cuối cùng ở bên trên. Ở đây mình có 4 mũi mỗi chân nè. Đây, 1, 2, 3 và 4 xen kẽ 2 mũi cùng chân ha. Thì các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi mỗi chân. Tức là cái số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân á nó sẽ bằng với cái hàng mà mình tăng cuối cùng ha. Khi đã có được 4 mũi mỗi chân rồi, ta sẽ tiến hành chụm lại hai chân kế bên thành một chân. Để chụm lại thì để ý cho mình nè, ở mỗi mũi móc nó sẽ có hai cái đường móc, thì ta sẽ đâm kim vào cái chân móc nằm bên ngoài ha. Hai cái chân chụm lại á, ta sẽ đâm kim vào chân bên ngoài như thế này. Thì các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào cái chân kế bên, chân bên ngoài nè. Tiếp tục đưa kim, đưa đầu kim ra bên ngoài, đâm kim vào chân kế tiếp. Đây, khi đâm kim vào được hai mũi thì móc vào ra một mũi móc đơn. Như vậy là hai mũi bên dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên. Thì mình sẽ có được một cụm như thế này ha. 4 mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi chụm chân nè. Móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến hết vòng. Ta có 4 mũi mỗi chân. Được 4 mũi mỗi chân rồi, hai chân kế bên sẽ móc vào chân bên ngoài, chụm lại thành một chân ha. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó móc vào một mũi móc đơn. Ta có được cụm thứ hai nè. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì hai mũi móc cuối cùng của mình cũng là hai mũi mà mình sẽ chụm lại thành một chân ha. Mình có 4 mũi mỗi chân rồi nè, thì hai chân cuối cùng sẽ chụm lại thành một mũi. Đâm kim lần lượt vào hai chân. Sau đó móc vào đây một mũi móc đơn. Mình kết thúc được cái vòng giảm mũi đầu tiên. Tiếp tục đưa sợi len lên bên trên. Hàng giảm mũi thứ hai thì nó cũng tựa như trên này nè. Ở đây mình tăng cái số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân,
thì lúc này các bạn sẽ giảm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ này ha. Ở đây mình có 4 mũi mỗi chân, thì hàng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi mỗi chân, xen 2 mũi chụm chân. Ta sẽ có mũi thứ nhất nè, móc đơn thứ hai cho chân thứ hai và móc đơn thứ ba. Được 3 mũi mỗi chân rồi, hai chân kế bên sẽ tiến hành chụm lại thành một chân. Thì cách chụm nó cũng tương tự giống như cái mũi chụm ở bên dưới này, cũng đâm kim vào cái chân móc ở bên ngoài ha. Móc vào đây một mũi móc đơn. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này. 3 mũi móc đơn xen 2 mũi móc đơn chụm chân. Thì móc tương tự cái cụm này cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Và mình sẽ giảm cái số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân này ha. Hàng kế tiếp sẽ là 2 mũi, kế tiếp là 1 mũi, sau đó sẽ là 7 mũi chụm chân liên tiếp với nhau. Móc cho đến khi cái vòng tròn này nó nhỏ lại. Cứ giảm tương tự cho mình ha, cho đến khi vòng tròn nhỏ lại. Ở đây mình có nè, 3 mũi mỗi chân. Sau đó là 2 mũi chụm chân. Lưu ý là tất cả các cái mũi chụm chân mình đều móc vào cái chân bên ngoài như thế này ha. Móc vào một mũi móc đơn nè. Sau khi để giảm cho phần thân của mình bo lại và nhồi gòn vào bên trong, thì mình sẽ được một cái phần thân của lòng đèn như thế này. Vòng móc giảm mũi cuối cùng sẽ là vòng móc mà ta có tổng cộng là 7 mũi chụm chân liên tiếp với nhau ha. Sợi len thừa lúc này nó sẽ không cần nữa, các bạn sẽ tháo ra. Lúc này nó sẽ còn một cái lỗ hở. Dùng kim khâu xỏ cho mình một đoạn len dài. Sau đó lần lượt đâm kim cho mình vào 7 chân liên tiếp và cũng đâm kim vào chân bên ngoài nè. Đâm vào 7 chân liên tiếp ha. Guốc thật mạnh sợi len cho cái vòng tròn nhỏ lại. Sau đó tạo cho mình một guốc ở đây để cố định được cái mũi móc. Đâm kim vào bên trong nè. Kéo len và cắt len. Thì mình sẽ hoàn tất được phần thân của lòng đèn như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo tua ru ở bên dưới trước. Để tạo tua ru thì các bạn sẽ chọn cho mình một kích thước làm sao cho nó tương ứng với cái lòng đèn ha. Sau đó gặp đôi cho mình kích thước này lại. Ta sẽ được một đoạn len dài như thế này. Tách cho mình đoạn len này ra nè. Và tiếp tục tạo thêm nhiều đoạn len bằng với đoạn len ban đầu. Sau khi đã có được nhiều sợi len bằng nhau rồi ha, các bạn sẽ chụm cho mình vào chính giữa của cái đoạn len đó. Nó sẽ có được một cái độ dày như thế này. Tiếp tục cắt một đoạn len khá dài ha. Mình sẽ cột vào chính giữa của các cái đoạn len này. Một đầu thì chừa một đoạn bằng với cái tua ru ha. Sau đó cột guốc lại chính giữa. Thì cái đoạn len ngắn mà mình chừa ra ở đây nè, mình sẽ gộp chung với cái đoạn tua ru bên dưới luôn ha. Thì mình sẽ còn lại một đoạn len dài bên trên. Xỏ cho mình kim vào đây. Ở cái phần tua ru này nè, tiếp tục cắt cho mình một đoạn len. Canh chỉnh cho các cái sợi len nó được đều nhau ở trên đầu.
Dùng cái đoạn len mà mình vừa cắt á, các bạn sẽ cột cho mình một khoảng ha để mình tạo đầu cho tua rua. Quấn nhiều vòng vào nè. Sau đó thắt lại. Nhập chung luôn hai cái đoạn len này vào cái tua rua bên dưới ha. Thì mình sẽ có được một mẫu tua rua như thế này. Đầu len còn lại, các bạn sẽ sử dụng cái đoạn len dài này và mình khâu vào trong thân của lòng đèn. Thì đáy của lòng đèn mình sẽ chọn là cái điểm phía dưới, cái điểm mà mình chụm mũi đây nè. Đâm kim cho mình vào chính giữa đó. Đồng thời đâm kim vào chính giữa ở bên trên. Kéo len. Kéo mạnh vào cho tua rua của mình nó sát với đáy ha. Sau đó đưa cái đoạn len này xuống phía dưới và tiếp tục đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mà mình vừa đâm kim luôn á. Mình có được một đường bên này rồi thì cái đoạn kế tiếp các bạn sẽ tạo cho mình một đường thẳng với cái đường đó luôn. Sau đó mình sẽ khâu tương tự ha. Được một đoạn như thế này rồi thì tiếp tục khâu cho mình hai điểm bên này và hai điểm đối diện. Ta có được tổng cộng là 6 đường khâu cho phần thân của lòng đèn ha. Sau khi đã tạo được 6 đường khâu thì các bạn sẽ tạo cho mình một guốc ở điểm này. Đâm kim vào trong, kéo và cắt len. Thì mình đã có được một phần đuôi tua rua như thế này ha. Bây giờ mình sẽ móc phần đầu. Đầu tiên tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích dài 25 mũi móc. Hoặc là tùy vào mỗi người hơn, các bạn có thể móc nhiều hơn hoặc là ít hơn. Khi có được 25 mũi này, ta chập đôi lại thì mình sẽ có được một cái khoảng để mình đeo ha. Kết thúc thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên. Móc vào đây một mũi dời. Và từ cái chân móc này lên một xích, móc luôn cho mình vào cái chân móc mà mình vừa móc mũi dời đó ha. Móc cho mình vào đó 3 mũi móc đơn trước vào cái chân móc này nè, chân móc ta vừa móc mũi dời. 1 2 và 3. Có được 3 mũi rồi, đẩy cho mình một đoạn mà mình vừa tạo á, đoạn xích á. Sau đó mình sẽ đâm kim vào chính giữa của cái đoạn xích này ha. Thì chân móc nằm chính giữa của đoạn xích này cũng là cái chân móc mà mình vừa móc mũi móc đơn đó. Móc tiếp cho mình vào đó 4 mũi móc đơn. Ta sẽ có được tổng cộng là 7 mũi móc đơn cho cái chân móc xích đó. Mũi móc thứ 6 nè. Và mũi móc thứ 7. Mình tạo được 7 mũi móc đơn cho cái vòng móc đó ha. Kết thúc thì đẩy cho mình toàn bộ cái sợi len này qua và đâm kim vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích. Như vậy là hai đầu len của mình nó sẽ nằm ở chính giữa của phần nút này ha. Vòng móc này mình có được tổng cộng là 7 mũi móc đơn. Thì ta sẽ có 7 chân móc cho vòng móc thứ hai. Mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân thứ nhất nè. Tiếp tục 2 mũi móc đơn cho chân móc thứ hai. Thứ ba. Và móc tương tự cho mình cho đến hết ha.
Sau khi đã móc được đến cuối vòng, đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên của vòng, móc một mũi dời lên một xích. Vòng móc thứ hai là mình cũng tạo ra được tổng cộng là 14 mũi móc đơn. Thì 14 mũi móc đơn này nó sẽ bằng với vòng móc thứ hai của cái phần thân lồng đèn á. Thì mình sẽ dừng lại ở điểm này ha. Hàng móc kế tiếp các bạn sẽ không tăng mũi, tức là mình sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì mình sẽ có tổng cộng được 14 mũi móc đơn cho cái vòng móc thứ ba. Móc đơn thứ hai. Thứ ba. 4. 5. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ 8 cho chân thứ 8. Móc đơn thứ 9. Mũi móc đơn thứ 10. Mũi móc đơn 11. Móc đơn 12. Móc đơn 13. Và mũi móc đơn 14. Kết thúc vòng móc thứ 3, đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Lên một xích, kéo vào cắt len. Cũng cắt cho mình một đoạn len dài ha, sau đó dùng kim khâu để khâu vào trong thân của lồng đèn. Ta sẽ có được một đầu ha, một đầu nút như thế này. Tiếp tục xỏ cho mình kim vào sợi len. Sau đó mình sẽ khâu cái phần nút này vào trong thân của lồng đèn. Lưu ý khi khâu các bạn sẽ khâu cho mình cái phần nút này với cái vòng móc thứ hai của phần thân ha. Thì cách đâm kim vào các cái chân móc ở phần thân thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào hai chân móc nằm ngang với nhau. Đây, đâm kim vào hai chân móc nằm ngang nè. Kéo lên. Đối với chân móc ở cái phần nút á thì mình sẽ đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc ha. Tiếp tục nè, phần thân thì mình đâm kim vào hai chân nằm ngang. Còn phần nút thì đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc kế bên. Khâu tương tự cho mình cho đến hết ha. Lưu ý là khi khâu gần hết các bạn tiếp tục nhồi cho mình một ít gòn vào trong cho cái phần nút của mình nó được cứng cáp hơn. Nó sẽ không có bị móp méo. Phần thân màu đỏ nè thì đâm kim vào các cái chân móc nằm ngang ha. Còn phần nút thì đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc. Kéo len nè. Vuốt mạnh sợi len ha. Khâu tương tự cho đến hết. Sau khi đã khâu hoàn tất và nhồi gòn tạo thành một nút thì các bạn tiếp tục tạo cho mình một guốc ở đây. Đâm kim vào bên trong. Kéo và cắt len. Còn cái đoạn tua rua bên dưới thì mình sẽ dùng kéo cắt cho các cái sợi len nó được đều nhau ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu đèn lồng xinh xắn như thế này ha. Các bạn có thể đổi màu hoặc là tăng giảm size theo cái kích thước mà các bạn mong muốn. Chúc các bạn thành công!